Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà bán mặt tiền, địa chỉ là 31 Cao Văn Lầu, thuộc phường 1, quận 6. Căn nhà này là của anh Bình chính chủ, qua số điện thoại là 0898 680 668. Mình sẽ để bên trên góc phải màn hình. Vị trí của căn nhà này là sát bên đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn anh chị đi về hướng này, hướng bên Cao Văn Lầu này nè, anh chị đi khoảng tầm có 500-600m thôi là mình sẽ đến chợ lớn, chợ Bình Tây nè, rồi chợ Bình Tiên, chợ Kim Biên á anh chị. Vị trí này thì trường học, rồi bệnh viện, rồi gần những cái ngôi chợ lớn thì chắc quý anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh đều biết ha. Rất là trung tâm, rất là phù hợp để anh chị mua để mình ở cũng được, hoặc là anh chị làm kho xưởng á, kinh doanh hàng hóa đó anh chị. Xe tải nè, tới tận nơi lấy hàng, sau đó đi ra Võ Văn Kiệt, có thể đi về Thủ Thiêm hoặc là đi về các tỉnh miền Tây, đi về Bình Chánh, rất là tiện lợi luôn. Và hiện tại á, là anh Bình này, anh chủ nhà này nè, là lúc trước á, cái căn nhà này mình nói cho anh chị ha, diện tích đất là 70,8m² nha, căn góc hai mặt tiền. Cách đây vài năm á, giá trị của bất động sản này khoảng 26-27 tỷ nha anh chị. Nhưng mà bây giờ á, ở thời điểm bây giờ thì ảnh lại đang cần bán. Lúc trước á, thì khách trả thì ảnh đâu có nhu cầu bán đâu, nhưng bây giờ làm ăn kinh tế khó khăn, thành ra anh Bình sẽ để lại cho anh chị một cái giá cực kỳ rẻ luôn, bớt có thể nói là vài tỷ bạc luôn đó anh chị. Đó, đây mình quay cho anh chị xem nha. Cái hẻm bên trên đây cũng khá là rộng, nhà một trệt với lại 3 lầu, mái che thang, 5 phòng ngủ. Trong đây nó là nội bộ rồi anh chị ha. Nhà mình là cái có cái cửa sau thoát hiểm, ngang 5, dài 15, hướng đông bắc, thì hợp mạng cho anh chị là Tây Tứ Trạch. Vị trí cực kỳ là đông đúc đó, như anh chị thấy ha. Mặt tiền đường Cao Văn Lầu rộng 10m, có thêm cái vỉa hè 3m mấy để mình đậu xe hơi nè anh chị. Đó, rồi bắt đầu bây giờ mời quý anh chị vào tham quan, mình sẽ mở sổ hồng, đồng thời á, là báo giá công khai. Hiện tại mức giá này cực kỳ tốt luôn. Đây, mở ra cho anh chị xem nha. Đây là quang cảnh phòng khách. Để mình vô mình đóng cái cửa kính này lại cho nó đỡ ồn. Đây đó, rồi quang cảnh chi tiết. Hiện tại nhà là vừa ở vừa kinh doanh mua bán, có cái thang hàng. Nhà này là có điện 3 pha luôn. Đây, thang hàng để vận chuyển hàng hóa nè. Đó, xây rất là cao ráo. Thì nhà cũng đang kinh doanh đó anh chị, thành ra nó sẽ khá là bừa bộn ha. Còn anh chị nào mình dùng để ở hoặc là mình kinh doanh những mặt hàng cao cấp, đó, thì mình sẽ sơn sửa lại chút đỉnh thôi. Đó, nhà nhìn vô là rất là ok, rất là kiên cố chắc chắn. Rồi, đây là cái cửa thoát hiểm, cao nha anh chị, nhà xây rất là cao so với mặt đường ha. Đó, mặt tiền, rồi hẻm hông để mình thoát hiểm nữa. Vô cùng là bề thế. Rồi, bên dưới tầng trệt có một cái căn phòng nhỏ nhỏ dưới đây, thì cái này cũng có thể tính là phòng ngủ cũng được anh chị ha. Nhà là có điện năng lượng mặt trời. Mỗi tháng tiền điện cho ngôi nhà này á đâu đó khoảng 2 triệu thôi. Rất là ok. Rồi có máy nước nóng luôn. Rồi khu vực của bếp nè. Trần nhà cao ráo. Đây, được lót gạch hết anh chị nha, từ dưới lên trên. Đó, khu vực này thì người Hoa rất là đông. Nếu mà anh chị nào buôn bán nè, chợ đưa hàng ra các chợ đó, thì có thể là mua bất động sản này để làm của, vừa ở vừa kinh doanh. Đó, bên dưới tầng trệt có toilet, rồi có thang hàng. Rồi bây giờ mình sẽ quay lên trên luôn. Cầu thang đá kim sa. Đó, bề rộng khá là lớn, đi lại thuận tiện. Đó, hiện tại là đang buôn bán những cái đồ chơi đó anh chị. Trên đây thì có thể ngăn thành căn phòng nữa. Hoặc là để anh chị làm phòng giải trí, hát karaoke gia đình. Tivi rất là lớn luôn ha. Và bên đây là căn phòng ngủ. Đó, anh chị nào coi có thể đoán được cái giá trị bất động sản tại khu vực này như thế nào.
mình sẽ tiết lộ cho anh chị ha. Đây, đi ra ngoài ban công nè anh chị, hàng hóa để quá trời luôn. À, cũng được rào những cái khung cửa sắt để cho an toàn đó anh chị. À, bên dưới là mặt tiền đường, vị trí là ngay chợ lớn rồi. À, cực kỳ là sung túc luôn. Rồi bước vô tham quan căn phòng ngủ nha. Hệ cửa bằng gỗ ha. Đó. Bên trong phòng có nhà vệ sinh, có bồn tắm nằm. Điện trong nhà này là điện thông minh, điều khiển qua bên điện thoại được nha anh chị. À, phòng ngủ nè, rất là rộng nha, để cái giường, để cái tủ quần áo vô mà còn quá trời rộng luôn nè. Chị thấy nè. Đó. Nhà là 5 x 15 mà, rất là rộng rãi. Hoàn công hết rồi, sổ hồng mua bán, công chứng sang tên. Điện 3 pha phù hợp để mình sản xuất kinh doanh. Thì cái căn phòng dưới phòng trên này giống nhau, thì mình bỏ phòng này nha. Đó. Thì trên đây á anh chị, lúc trước á nó giống như là một cái ban công ha. Chỗ này là ra đây là một cái ban công, nhưng mà được chủ cơi nới nè, anh chị thấy ha. Đây là cái ban công nè, chủ cơi nới dựng tôn lên để mình để hàng hóa. Đó. Rồi quay qua bên đây cho anh chị xem luôn. Cửa sổ thông thoáng, tại vì nhà hai mặt tiền. Rồi. À, hiện trạng sao thì mình sẽ quay cho anh chị xem chi tiết luôn nha. Vậy là toilet là nằm bên trong phòng. Quá trời hàng luôn anh chị ha. Anh chị nào mà buôn bán những cái đồ cao cấp xa xỉ á, giống như là đá quý á anh chị, tiệm vàng á, anh chị kinh doanh ở tầng trệt thôi, ở trên này mình ở thì rất là sang trọng, rất là quý phái luôn. Đó, nhìn thẳng ra ngoài đó là đại lộ Võ Văn Kiệt nha anh chị. Đó, thành ra xe tải xe hàng đi cái con đường này rất là thuận lợi luôn. Đó, bên kia đối diện công ty sản xuất nhựa Hiệp Thành. Đó, đường Cao Văn Lầu, chạy ra chút xíu là tới chợ lớn rồi. À, trên tầng này có cái ban công. À, như anh chị thấy ha, nếu mà anh chị mở cái tôn này ra là mình đi vòng ra luôn nè, đi vòng ra ngoài ban công luôn, mà tại chủ cơi nới đưa ra. À, để mình để đồ, để hàng hóa này nọ. Tính ra là cái căn nhà này xây là để ở anh chị ha. À, nhưng mà hiện tại là kinh doanh, thành ra đem cái xưởng về đây. À, hàng hóa thì để rất là nhiều. Cái này nếu mà anh chị không làm thang hàng thì mình làm thang máy lại ha, có thể đi di chuyển từ 4 người. Rồi thì trên đây nó cũng tương tự thôi. Đó, nãy mình đi ở dưới tầng trệt rồi lên lầu 1, lầu 2 và đây là lầu 3. À, lầu 3 thì mỗi lầu á, ở phía cuối nhà là có một phòng, bên trong phòng có nhà vệ sinh như anh chị thấy ha. Hiện trạng hàng hóa rất nhiều. Rồi bên đây cũng vậy, nhà vệ sinh cũng chất hàng luôn. Thôi mình quay sơ thôi. À, bít hết đường đi luôn anh chị, để bước ra ngoài cho anh chị xem ha. Đó, ban công nè. Rồi ok, bắt đầu mình bước lên trên nữa. Rồi mình đã lên tới tầng mái che thang rồi, thì trên đây rất là mát nha, gió lùa vô lồng lộng luôn. Đây khu vực phía sau có thể dùng để phơi quần áo. Bên trên là máy máy tấm pin năng lượng mặt trời, xung quanh là được rào hết rồi anh chị ha. À, nhà cửa dân cư, khu vực này thì người dân ở đây mức sống rất là cao. Đây hệ thống pin năng lượng mặt trời, bên trên là đặt bồn nước đúc thật. Rồi ra ngoài này, sân thượng phía trước. À,
ở bên trên cũng có cái pin năng lượng mặt trời luôn. Và đây là tượng mẹ ha, đây sân thượng phía trước như chị thấy đó, quang cảnh từ sân thượng nhìn xuống không gian bao quát. Rồi ok, cảm ơn anh chị mình đã xem từ dưới lên trên ha. Thì như mình chia sẻ, căn nhà này trước đây cách đây vài năm á là trị giá từ 26 27 tỷ có người trả, nhưng mà anh chủ nhà không có nhu cầu, không có nhu cầu bán. Còn thời điểm hiện tại đó thì ảnh đang cần bán và để cho mình một mức giá rất là tốt luôn anh chị. Hiện tại chia sẻ thật từ anh Bình á thì khách trả 21 tỷ rồi, nhưng mà ảnh tính ra đó thì ảnh lỗ quá nhiều anh chị, so với giá trị của căn nhà thì ảnh lỗ quá nhiều. Anh để cho anh chị một cái mức giá bán á là 22 tỷ rưỡi, và giá này là có thương lượng nha, có thương lượng. Nếu mà anh chị nào đang tìm một căn nhà mặt tiền ở vị trí trung tâm kế bên chợ lớn thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với anh Bình qua số điện thoại là 0898 680 668, mình để bên trên góc phải màn hình. Và đây là đại lộ Võ Văn Kiệt, anh chị cứ đi thẳng hướng này là đi về quốc lộ 1A, có thể đi về chợ Bình Điền hoặc là các tỉnh miền Tây để mình bỏ hàng. Anh chị đi hướng ngược lại thì đi qua hầm Thủ Thiêm, đi về quận 2 đó, vị trí rất là ok luôn. Nhà mình là sát bên đường Võ Văn Kiệt, sau đó đi vào đường Cao Văn Lầu thì nằm bên tay trái nha anh chị, mặt tiền, nhà bán mặt tiền đó. Chạy từ từ thôi, tại vì nhà mình là sát bên. Ở đây thì xe tải, xe hàng tới lấy rất là thuận tiện luôn. Đây, căn nhà nằm bên tay trái là anh chị, 31 Cao Văn Lầu à, rất là bề thế. Nói chung là căn nhà này cũng phù hợp cho đại gia ở, mặt tiền mà khu chợ lớn. Vị trí này thì vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, làm kho xưởng là tuyệt vời luôn. Và đây là cái con đường Gia Phú Cắt Ngang anh chị ha, mình đi thẳng hướng đường này để đi về bên chợ luôn. Thì qua cách nói chuyện của anh Bình á, anh cũng rất là thật tình anh chị. Nói chung là căn nhà này anh xây á, là từ năm 2018-19 gì đó. Đó rồi sau đó là xây á, là mục đích để ở chứ không có nhu cầu bán anh chị ơi. Nói chung là xây lên á, bề thế như vậy thì rất là kiên cố, rất là chắc chắn, không có chuyện kinh doanh á, thì không ai bán cả. Rồi bên tay trái là ủy ban quận 6 đó, khu hành chánh đó anh chị. Nên những cái thông tin mà anh chia sẻ là thật tình à, đã có khách trả rồi, giá cũng gần tới rồi à, nhưng mà theo như cái giá thị trường của căn nhà này từ 27 tỷ cách đây vài năm thôi, bây giờ anh bán theo giá thị trường anh cũng đã giảm sâu, còn xuống có 22 tỷ rưỡi thôi. Thì anh chị nào thật tình muốn mua á là mình cũng thông cảm, không nên ép giá quá nhiều. Ở đây là đường Phan Văn Khỏe nè anh chị, đó đây là đi vô chợ được luôn nha. Còn anh chị đi về chợ Bình Tiên thì hướng này đó, quẹo trái là đi về chợ Bình Tiên, còn anh chị quẹo tay phải là bên đây là tới chợ rồi anh chị. Đây là con đường Phạm Đình Hổ đi ra đường Tháp 10 thì mình sẽ ôm tay phải tới mặt trước mặt chính của chợ đó. Còn đi thẳng qua bên kia là tới bến xe, rồi đi về đường Hồng Bàng ha, đi về bên Thuận Kiều La Sa, đi về bệnh viện đại học Y Dược nè, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Răng Hàm Mặt nè. À, bên đây là chợ Bình Tây, anh chị thấy ha, từ nhà mình ra đây khoảng tầm có 500m hơn thôi, buôn bán đồ nhựa rất là nhiều đó, quang cảnh một vòng, vị trí cực kỳ là trung tâm mà lại là nhà mặt tiền nữa chứ không phải là nhà trong hẻm. Diện tích nhà thì rất là lớn anh chị, ngang 5 dài vô 15, nhà căn góc thông thoáng, thì nhà này đã xây xong hết rồi, cứ để vậy mà ở thôi. Thành ra anh chị đừng có lo về cái vấn đề lộ giới ha, trừ khi nào anh chị xây mới thì mình mới hụt vô lộ giới đó, còn cái nhà này là mình đã xây hết rồi, bây giờ chỉ về có dặm sơn lại vệ sinh này nọ thôi là nó như mới luôn,
để bán mấy cái đồ mà cao cấp quý giá như là đá quý, hột xoàn này nọ đó anh chị. Đó, thì ở cái căn nhà này là tuyệt vời luôn. Còn hiện tại là anh đang làm xưởng, thành ra nhìn nó hơi bừa bộn. Cái thang hàng á anh chị có thể thiết kế lại làm cái thang máy. Ở một đại gia đình, từ cha mẹ, con cái, ông bà này nọ, bước vô thôi là thấy được cái sự hoành tráng ha, cái sự đẳng cấp. Vị trí này thì tuyệt vời rồi, rất là đẳng cấp luôn, dễ dàng đi thông qua các quận như là quận 11 nè, quận 5, quận 10, đi ra Võ Văn Kiệt thì đi về quận nhất, quận 2, đi xuống Bình Chánh, rồi các tỉnh miền Tây để mình bỏ hàng, xe tải tới tận nơi. Rồi mình đi tới đây thì là chợ Kim Biên nè anh chị, chợ Kim Biên. Rồi trên cái con đường này thì buôn bán cũng rất là đông nha. Đi thẳng là qua cầu Chà Già, đi về quận 8. Rồi ok, thông tin mua bán khá là rõ ràng chi tiết rồi. Cảm ơn anh chị mình đã xem tới giờ phút này ha. Những thông tin Navada đưa ra là thông tin thật, giá thật, liên hệ với chính chủ. Xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Nhà Đất Navada. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.